Nói xin giới thiệu quý vị và con, đây là cái chai thuốc Gamanin Super. Chai thuốc này trị tổng hợp số vế bùa, dày dẹp kiến, bọ trĩ, bọ xít muỗi và bọ cánh cứng, ruồi vàng đấy. Đặc biệt là trong cái thời gian quả nhỏ như này, bây giờ đang là tháng 3 âm lịch, thì bà con để ý này, đây Hà Bưởi Ngon phun thuốc, phun cả vào gốc này, thì cái con sén tóc nó đẻ trứng và đây nó bị nép trứng này. Mình cậy ra là thấy cái trứng của nó không không nở được, nó nép này. Nhưng là cái thuốc này, cái hoạt chất này nó lưu dẫn rất là mạnh. Khi chúng ta phun quanh gốc như này thì nó bảo vệ được gốc là không bị con sén tóc nó đẻ trứng vào đây. Đẻ trứng xong nó thành con sâu thân. Đấy. Thì đây này, à, mình con cậy ra là nó chết cái trứng này. Cái thuốc này nó đặc trị và thuốc này rất là tốt. Đây thì Hà Bưởi Ngon đang đi bao trái này, đang bao trái. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5, vẫn đang nghỉ lễ, nghỉ bù ngày 30 mùng 1 tháng 5. Thì những cái trái màu trái bưởi đỏ thì Hà Bưởi Ngon bao túi đỏ như này. Đây là bưởi đỏ chín và dịp Tết, bưởi đỏ, vỏ đỏ. Đây, đang đi bao này. Cái túi bao này thì nó dày hai lớp, ở ngoài màu đỏ, ở trong màu đen. Còn những cái túi màu vàng là bao bưởi diễn, bưởi da xanh, bưởi phúc trạch, những cái loại bưởi mà vỏ xanh hoặc là vỏ vàng thì bao túi màu vàng. Còn riêng bưởi đỏ, vỏ đỏ là bao túi màu đỏ. Số điện thoại liên hệ của Hà Bưởi Ngon 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là cái lọ thuốc mà bà con bây giờ đang rất cần, bởi vì khi bao trái này là bà con phải phun thuốc phòng trừ sạch dày dẹp kiến và bọ trĩ, bọ xít muỗi. Nó chích quả, nó chảy nhựa đấy là bọ xít muỗi đấy. Thì cái một lọ này là chúng ta phun tổng hợp luôn này,